Ai da, chết tôi rồi. Mà nhắm nuôi được thì nuôi, bấm nuôi thì dẹp đấy. Chẳng lẽ giờ tôi báo với tổ trưởng tổ dân phố cấm nuôi chó mèo khu vực này quá. Trời đất ơi, cái gì mà mới sáng sớm bay rần rần đó vậy Nam? Bây nhìn đi, một bãi, hai bãi, mới đạp bãi đây nè. Nãy tôi mới đi uống cà phê ngoài, đâu có đâu sao giờ. Trời ơi, bà nuôi chó mà bảo quản không được, để nó thả miệng tùm lum như vậy nè. Giờ này có cuộc họp quan trọng, giờ tôi quắc rồi, giờ sao đây? Thôi, thôi thôi thôi, đi làm nhanh đi, trễ giờ bây giờ. Ba ngày giải quyết cho con. Được rồi. Quắc luôn rồi nè. Bà Viên đâu rồi? Bà ra bà nói chuyện tôi cái coi. Cái ông đó, ông la cái gì mà ông la dữ gì không biết nữa. Bà Viên. Yêu ông Mina. Giờ sao? Mau qua nhà tôi dọn cái đống sản phẩm của con Mina cưng của bà đi. Tự nhiên bắt tôi qua bển dọn là sao? Tôi nói cho bà nghe nha, nguyên một xóm này á, người ta nuôi chó chỉ có vài nhà, mà mấy cái nhà đó rất là ý thức chứ không phải như bà ha. Bà nuôi rồi bà hả tầm 700 bà sáng nào cũng qua nhà tôi, nó làm một đống rồi bển kìa. Qua dọn đi, chó nhà bà chứ ai nữa. Không á, tự nhiên nói chó nhà tôi là sao? Con Mina của tôi ngoan lắm à, không bao giờ có chuyện đó. Thì tới nhà rồi, đợi mẹ mở cửa nha. Ngoan. Alo, tôi nghe nè. Chị tôi qua nha. Rồi ok. À, thì ra mình lo nghe điện thoại, bỏ quên con Mina ở ngoài rồi. Sao? Nãy giờ ngồi suy nghĩ có thấy gì là lạ đúng không? Lạ thì nhanh tay nhanh chân qua dọn cái đống sản phẩm của con Mina cưng của bà bên nhà tôi đi. Tôi đó không phải Mina của nhà tôi, chắc là mấy con chó quan ở đâu á, với lại mấy con chó lạ nó tới nó ị đó thôi. Chứ Mina nhà tôi hả, có chỗ ị đàng hoàng. Tự nhiên là nói con Mina nhà tôi, mà tôi nói ông nha, lúc nào con Mina nhà tôi hả, nó cũng kè kè bên tôi hết á. Tôi ở cái xóm này lâu rồi, ở xóm này người ta nuôi chó người ta rất là có ý thức, tôi quan sát hết trơn á. Nhưng mà kể từ khi bà chị nuôi con chó này nè, là nhà tôi mới xảy ra tình trạng là trước cổng nhà sáng nào á, nó cũng một đống mìn như đó đó. Không phải con chó của chị, con chó của ai. Mà thôi, ông đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Bà, ê, không làm bậy mất cái gì đuổi ta về. Cái ngữ này là tôi chắc chắn con Mina nhà bà chúng ai á. Cái dòng này á, mà thả ra ngoài đường rồi ị bậy ha, có ngày chúng quýnh chết đó. Chưa hết đâu, nha, tôi dặn bà kỹ nè. Mỗi lần cái sáng sớm á, mà ra trước cổng nhà mà bị đó, rải mìn á ha, cái cảm giác đó đó, để bữa nào á tôi hốt cái sản phẩm á tôi đem qua tôi rải ngược lại nhà bà ha, cho bà thấy cái cảnh bà nếm mùi với người ta. Bà hãy chờ đó đi, bà chờ đó ha. Nếu mà con Mina của bà không quản chặt thì đừng trách sao tôi làm nha. Tôi làm lúc đó rồi đừng có nói là mất tình làng nghĩa xóm nha. Thôi, biến giùm tôi đi, chừng nào mà bắt tận tay dai tận mặt thì nói. Ba coi nè, bắt tận tay nè, thấy không? Chị gì ông sùm nữa vậy? Ê nè, tận tay nè, đem qua xử lý với bà liền. Mày bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Bà có cách này hay lắm, bà nói cho bà nghe. Chào chị Duyên. Dạ con chào cô. Gì nữa đây? Hôm nay hai cho con tôi qua đây, con chút đồ ăn, coi như làm quà gửi chị hai lời xin lỗi của tôi đó mà. Bình thường tôi thấy có cho tôi gì đâu. Có mà chị, trời đất ơi, chị nhớ lộn rồi đó. Lúc trước là tôi có đem quà cho chị nha. Trời đất ơi, chị ăn nấu vậy hàng xóm ta nghe, ta nói tôi kỳ à. Nhưng mà tự nhiên bữa nay hai cha con đem đồ ăn qua cho tôi, làm tôi thấy bất an rồi nghe. Cô cứ đa nghi. Nói chung là tại vì hồi sáng không có xem xét kỹ nên ba con có cái lời lớn tiếng với cô. Ngày hôm nay ba con với con mới đem một ít đồ ăn này qua biếu cô, coi như là tạ lỗi ngày hồi sáng vậy đó. Đúng rồi hả chị Duyên, cái chuyện hồi sáng là do tôi hồ đồ, tôi bậy quá cho nên tôi sai với chị. Tôi xin lỗi chị nha. Mong chị nhận cái món đồ ăn này của cha con tôi để cha con tôi không ai nái. Tôi nể tình hai cha con hàng xóm với nhau á nghe, cho nên là tôi mới nhận đó. Dạ cảm ơn chị. Chị ơi, tranh thủ còn nóng, chị ăn miếng đi chị. Đúng không? Cảm ơn hai cha con nghe. Để tôi thử coi, thơm mà đó nghe. Thôi sao mà nó thơm dữ vậy? Ngon lắm, ngon lắm. Sao thơm vậy? Sao ngon. Sao mà nó đậm đà mà nó ngon dữ vậy trời? Ngon đúng không? Ăn nhiều đi, ăn nhiều lần đầu tiên tôi ăn luôn đó. Thôi
Để tôi xuống tôi bán miếng cơm lên tôi ăn chung nữa mới đã nè. Đúng rồi. Dạ dạ. Thôi cha con xin phép về nha. Tự nhiên cái chị không dám phiền chị. Dạ xin phép chị nha. Cảm ơn hai cha con nha. Cảm ơn hai cha con nhiều nha. Dạ chị. Mina ơi, Mina. Thôi kiếm Mina của mẹ đâu rồi? Trời ơi, thiệt. Mina à. Chị Duyên, chị đâu ạ? Kiếm ai vậy? Tôi đi tìm con Mina của tôi. Không biết nó đi đâu mà lâu quá tôi không thấy về nữa. Thôi đi vô đây chỉ cho. Con thấy hả? Thấy vô đây chỉ cho. Mấy con chó kiển mà nó nhỏ nó hay chạy nhảy lung tung lắm, khó tìm nó lắm. Vậy hả? Mà nè, cảm ơn hai cha con nha. Cái tô thịt đó, trời ơi nó ngon gì đâu luôn á. Mua ở đâu? Chỉ tôi đi, mai mốt tôi muốn ăn tôi chạy ra đó tôi mua. Có mua gì đâu chị ơi. Cái món thịt đó là hai cha con tôi làm á. Trời đất ơi, hai cha con khéo tài quá nghe không? Mai mốt tôi mà có muốn ăn nữa, tôi nhờ hai cha con nấu á. Ừ. Ủa, có thấy Mina tôi vòng vòng đây không? Biết đâu không? Trong bụng cô á. Mày mới nói cái gì vậy? Hồi nãy chị mới nói là thịt đó ngon mà đúng không? Đồng hôn nẹn, đồng quân hôn nẹn mất dạy. Tại sao ai cho cái quyền ông giết con Mina của tôi hả? Nó là con chó cưng của tôi, ông trả nó lại cho tôi đi. Tôi chỉ có nói là bầu bạn thôi à, chứ không có nói tôi biết phải làm sao đây. Quân khốn nạn, quân khốn nạn, đúng là quân ăn trộm ăn cướp mà. Thôi đi, mà chị nhớ không? Lúc trước á, chị nói với cha con tôi á là sao? Là con chó nhà chị lúc nào chị cũng nuôi nhốt trong nhà hết trơn á, không có thả đi quang, đúng không? Đúng rồi. Thì cha con tôi thấy con chó nó đi quang mà nó ị trước cửa nhà tôi nữa, thì hai cha con tôi... Nhưng mà rõ ràng anh biết nó là chó của tôi mà. Anh cố tình đúng không? Tôi đi kiện anh, tôi kiện anh mới được đi. Cô mà đánh người trái phép như vậy là ba con tôi thua cô đó. Còn ác độc hơn nữa hả? Là cha con mấy người bắt tôi ăn thịt con của tôi vậy đó hả? Tôi sẽ đi kiện cho mà coi. Mina của bà nè. Mina? Mina của mẹ? Đúng rồi, Mina của mẹ mà. Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa chứ. Mina. Ba con làm như vậy muốn cho cô có một bài học để ý thức hơn thôi. Chẳng qua là tôi ghét bà cho nên tôi làm để tôi dọa bà thôi. Đang sợ cái món thịt ăn đúng không? Thịt ba ăn á là thịt theo giả cày cha con tôi làm thôi. Làm tôi hết hồn à. Chị Duyên nè, chỗ hàng xóm với nhau, tôi khuyên chị nha, sau này á mình nuôi chó mình có ý thức một chút. Chị thấy không, mấy nhà hàng xóm bên cạnh á người ta nuôi chó rất là ý thức. Chị á cũng nên bắt chước người ta đi, mình quản lý thú cưng của mình cho thật tốt để không ảnh hưởng đến mà phiền phức đến bà con lối xóm nghe chị. Tôi xin hứa là từ nay á tôi sẽ chăm lo nó kỹ hơn, tôi không để cho nó đi ra ngoài mà phóng quế để ô nhiễm làm ảnh hưởng đến hàng xóm nữa. Tôi xin lỗi hai cha con nhiều nha. Hứa được là phải làm được nha. Còn hứa mà làm không được á là cha con tôi thích tôi thiệt á. Thôi tôi giỡn thôi. Thôi xin phép hai cha con tôi về nha. Dạ con về cô ơi. Tôi xin lỗi nha.